quý vị và các bạn làn sóng dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay dường như vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt tại nước ta thậm chí một số chuyên gia còn cho rằng là đỉnh dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh còn chưa đạt đỉnh đâu thưa quý vị và các bạn và có thể thấy là mỗi ngày hàng ngàn ca bệnh mới được phát hiện chủ yếu là tại thành phố lớn nhất của cả nước lúc này tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo là vì đây chưa phải là đỉnh dịch vì vậy tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn phức tạp trong thời gian tới theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, HCDC, nhận định số ca dương tính phát hiện sẽ vẫn còn cao, thành phố chưa đạt đỉnh dịch và có thể diễn biến phức tạp trong vài ngày tới. Mặc dù diễn biến phức tạp nhưng thành phố đã ghi nhận một số tín hiệu tích cực đáng mừng về dịch bệnh, đó là không phát sinh những ổ dịch mới, hơn 95% phát hiện dương tính qua lần xét nghiệm đầu tiên trong khu cách ly Phong tỏa cho thấy trường hợp nhiễm COVID-19 là do diễn tiến của bệnh từ F1 thành F0, không có cơ sở để khẳng định là do lây nhiễm trong khu cách ly phong tỏa. Trong 3 kịch bản đã đề ra sau 15 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh đang phù hợp với kịch bản thứ hai, đó là tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 và tăng cường một số biện pháp. Do đó, thành phố sẽ tăng cường thực hiện giãn cách xã hội trực để hơn nữa trong một tuần hoặc 10 ngày tới đây để ngăn chặn được nguồn lây lan và đạt đỉnh dịch.